Vâng, xin chào quý vị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đến với video mới nhất của mình ngày hôm nay. Hôm nay làm video ấy chia sẻ với mọi người về cái việc sử dụng kháng sinh làm sao cho được hiệu quả. Khi mà mình chăn nuôi mình đã lỡ rồi để heo bị bệnh rồi, nó bị ốm rồi thì là mình phải dùng cái đến kháng sinh. Chứ còn lại bình thường kháng sinh mà để dùng phòng bệnh thì mình đừng dùng nhá. Kháng sinh đừng có dùng những cái kiểu kháng sinh mà để phòng bệnh, dùng cái kiểu mà thấy trại bên cạnh nó bị bệnh, trại bên sát sát nhà nó dịch rồi mình mua kháng sinh về mình vã trước cái đã cho heo mình nó đỡ bệnh, thì cái đấy là cái giết heo đấy. Bởi vì là con heo đang khỏe, cho nó dùng kháng sinh là nó sẽ bị mệt, bị stress. Khi kháng sinh nó đi vào trong đường ruột, vi lợi khuẩn hay vi hại khuẩn nó sẽ diệt hết nó, hoặc là trích trác vào trong người, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sinh lý, cái điều tiết tự nhiên của con heo. Không hay và không tốt thế nào khi dùng kháng sinh theo cái kiểu gọi là phòng bệnh như thế nhá. Thế nên là tốt nhất là không dùng. Làm con heo nó mất kiểu là cân bằng về sinh lý đi, đó. Cái vi sinh trong đường ruột nó bị giết đi, vi lợi khuẩn trong đường ruột nó bị giết đi thì nó không hay. Hay là tự nhiên trích thuốc để phòng bệnh trong cơ thể con heo, cái đấy là cái điều ngu xuẩn, thực sự nó là ngu xuẩn. Không nên dùng để phòng bệnh. Đó. Chỉ dùng đến kháng sinh khi là thực sự cần phải dùng đến, khi con heo thực sự đã bị bệnh rồi, không dùng đến thì nó không khỏi được nữa. Bởi vì là cái hàng rào phòng thủ mọi lớp nó đều toang hết rồi, heo bệnh rồi thì mình mới phải dùng đến kháng sinh. Thì dùng đến cùng cái bệnh đấy, cùng là cái lọ thuốc như thế thôi, mua về giao thú y người ta, ai người ta cũng bán thế, nhưng có chạy chữa khỏi, có chạy chữa không khỏi. Thì vì sao chữa này không khỏi đó, làm sao chữa được cho nó khỏi để chữa được hiệu quả, mình xin chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng xem xong video này anh chị em mình sẽ có thêm một chút kinh nghiệm, một chút tự tin hơn để bỏ túi để cái kinh nghiệm này rồi thì sẽ áp dụng cho được hiệu quả trong cái trang trại của mình ha. Để dùng được kháng sinh ấy, ngoài cái việc là như mình vừa nói đó, không có bệnh không dùng ấy, thì nếu đã lỡ bệnh rồi thì dùng, thì là nó có hai cái yếu tố để dùng cho được hiệu quả. Và cái thứ nhất ấy, nó là mình phải phát hiện được bệnh sớm. Đó. Mình phải nhìn nhận được cái mầm bệnh trong trại của mình nó đã xảy ra rồi, càng sớm càng tốt. Khi mà mình dùng sớm thì sức của kháng sinh nó phát huy được đến 90%. Nhưng mà mình phát hiện muộn thì cái thể lực con heo nó suy yếu đi rồi đó. Và cái mầm bệnh nó mạnh lên rồi, dùng kháng sinh lúc này nó chỉ còn được 30% các bạn ạ. Khả năng mang heo đi chôn vẫn rất cao đó. Thế nên là mình phải phát hiện được sớm, chữa càng sớm thì nó lại dễ chữa mà nó sẽ khỏi được dứt điểm. Chứ còn này cái giống mà đã bị lặng rồi nhây mệt lắm đó. Và một cái lưu ý là khi mà chữa dùng cái kháng sinh á, phải luôn luôn nâng cao thể lực cho con heo đó, là để chủ yếu là để nó tự đoán đi á, nâng cao thể lực cho con heo. Bởi vì thế nên khi các bạn ra ngoài mua kháng sinh, bao giờ thú y người ta để cho bán cho các bạn một cái loại kháng sinh, người ta sẽ đưa cho một cái loại nữa bên cạnh cái loại kháng sinh, luôn luôn có hai loại song song nhé, một loại kháng sinh, một loại là thuốc bổ nhé, người ta sẽ bổ dưỡng con heo đó. Thì người ta vẫn đưa như thế, và kể cả là về thuốc ăn, thuốc uống trộn được ăn cũng thế, mình sẽ có một loại kháng sinh, một là thuốc bổ phối hợp hỗ trợ để nâng cao thể lực cho con heo. Ví dụ như là về thuốc trộn đường ăn đi, thì mình chữa cái bệnh tiêu chảy đi đó, mình chữa cho nó ăn xong rồi 2 tiếng đồng hồ sau mình lại trộn men cái dạng vi sinh vào đây để nó bổ sung vi lợi khuẩn cho đường ruột của nó, cho ăn tiết thêm một bữa phụ nữa lót vào để cho cái đường ruột nó có lại cân bằng, con heo nó đỡ ảnh hưởng. Nếu làm được như vậy thì chữa bệnh nó sẽ rất là nhanh khỏi, và nó khỏi nó sẽ dứt điểm được. Nếu như mà các bạn không bồi bổ cho nó trên cái nền sức khỏe nó yếu thì nó sẽ không hiệu quả được đó. Thì đây là cái lưu ý số 1 luôn, là phát hiện được cái mầm bệnh sớm và chữa cho con heo trên nền tảng của nó. Khi nó ốm nó đau mà phải nâng niu nó, chữa trên nền tảng sức khỏe nó ổn định thì nó mới nhanh khỏi. Thì đây là cái lưu ý số 1. Còn cái lưu ý nữa là mình phải dùng cho nó đủ liệu trình đó. Một liệu trình uống vaccine ít nhất là 5 ngày nha các bạn. Ví dụ như bây giờ một đứa trẻ bị ốm bị đau đưa vào bệnh viện, người ta không cần biết bệnh nặng nhẹ nào luôn, kể cả nhẹ nhất đã mà nhập viện trích kháng sinh rồi, người ta trích cho đủ 5 ngày mới cho về ở trong khoa nhi. Mình mới đưa con mình chết mình thấy như thế. Nó cái con heo nó cũng vậy thôi, con người vậy thôi, hao hao giống nhau hết các bạn. Bởi vì như thế này, khi mà mình dùng kháng sinh mới được khoảng 2 ngày thấy hết dấu hiệu rồi, ví dụ như là cái bệnh hoa đấy, 2 ngày thôi thế dấu hiệu rồi, sang ngày thứ 3 dùng kháng sinh không còn tí nào ho nữa rồi, mừng quá khỏi rồi, dừng thuốc thế nào hỏng nửa tháng sau bị tiếp
lại bị lại. Thì cái này là cái rất là dễ hiểu, bởi vì là mình dùng chế liệu trình, khi mà con vi khuẩn virus nó đang suy yếu thôi, nó mới yếu đi thôi, hơi hơi gọi là suy đi thôi, thì nó suy rồi thì nó không quậy nữa, không phá nữa, thì heo mình không ho đó, nhớ thôi. Nó một hoặc là mình cái số lượng vi khuẩn trong người nó đang có 1.000 con này hạn, đưa kháng sinh vào nó chết mất 600-700 rồi, thì nó chỉ còn 200-300 thôi, sức của nó phá không đủ để gây con heo mình ho đó. Thế nhưng mà mình lại cứ tưởng hết rồi, khỏi rồi, mình dừng lại thì chúng nó lại mạnh dần lên, chúng lại sinh sôi nảy nở, và đến một cái số lượng nhất định thì nó sẽ lại phá được con heo, thì con heo lại ho lại. Thì sau khi mà con heo ho lại lần hai như thế này, dùng lại cái kháng sinh lần một nó sẽ không còn hiệu quả nữa, bởi vì nó bị nền á, nó giống như kiểu là gọi là được đánh auto vaccine ấy, đó, nó sẽ kháng lại được kháng sinh, và nó sau khi nó kháng lại được mình sẽ phải đổi dòng kháng sinh mạnh hơn để diệt nó. Thì đổi đi đổi lại hoài như này, nếu mà cứ chữa cái kiểu nhây nhây như thế này thì là mình mang heo mình đi làm thí nghiệm và mình giết đi, mình thử kháng sinh thôi chứ không phải là mình chữa bệnh cho heo. Thế nên là kể cả khỏi rồi, khỏi hẳn rồi, nhưng mà mình phải sau khi khỏi hẳn rồi mình dí thêm 3 ngày nữa, 2 ngày nữa vẫn dòng kháng sinh đấy, vẫn chữa đúng liều lượng như thế thì con heo nó mới dứt điểm, mà vẫn phải đảm bảo chữa trên một cái nguyên tắc của số 1 mình nói đấy, là chữa trên nền tảng heo khỏe mạnh. Mình nó khỏi rồi mình vẫn đưa kháng sinh vô, nhưng mà mình vẫn phải bồi dưỡng cho con heo, nâng cái sức đề kháng nó lên, nuôi phải thả ra, nuôi heo rừng như các bạn, để nuôi khi nó bệnh tật đừng có nôn nhốt nó nhiều, mà lựa chỗ nó mát mà khô mà ở đó mình phải thả nó ra, xong rồi cho nó ăn dinh dưỡng cho nó ok vào thì nó mới khỏe, nó mới vui, được vận động đủ nữa thì nó mới kháng được bệnh. Sau khi một liệu trình chữa bệnh ok xong rồi đó, thì mình nếu như mà các bạn làm được hai cái yếu tố mình nói đúng rồi đấy, là phát hiện mà bệnh sớm và chữa đủ liệu trình đó, thì chữa cái bệnh gì cũng khỏi và khỏi dứt điểm. Thì đây là cái cơ bản để sử dụng kháng sinh, mình xin chia sẻ đây để cho anh em mình gọi là có thêm chút kinh nghiệm để mà thủ thân trong chăn nuôi, thì hy vọng là sẽ giúp ích được phần nào đấy cho gia đình, cho công việc chăn nuôi được của con anh chị em. Thì nội dung video mình xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Anh chị em nào xem video mà thấy nó hay, mà có muốn để ý đến cái nội dung mà mình muốn nói, mình muốn chia sẻ ở đây, thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào.